Thưa quý vị và các bạn, thôn Huệ Lai, xã Vô Ủng, huyện Ân Thi có nghề chạm bạc truyền thống được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận làng nghề năm 2004. Hiện nay thế hệ trẻ của làng nghề đang là lực lượng chủ lực để tiếp nối, gìn giữ và phát triển nghề truyền thống của quê hương. Vợ chồng anh Bùi Văn Tài và chị Phạm Thị Quyên cùng sinh năm 1989 là thế hệ thợ trẻ đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề chạm bạc truyền thống của làng nghề. Cả hai anh chị đều học chạm bạc từ nhỏ do ông bà, bố mẹ truyền dạy. Đến khi xây dựng gia đình với nhau, anh Tài, chị Quyên quyết tâm mở cơ sở sản xuất riêng nhằm phát huy nghề chạm bạc của địa phương và phát triển kinh tế hộ gia đình. Mới bắt đầu phát triển thì cũng khó khăn lắm, bởi vì cái này làm cái nghề này thì nó cái vốn đầu tư nó nhiều, cố gắng rất là nhiều thì mới có thể là làm nghề được. Sau này thì mình cũng sẽ phải là phát triển cho nó rộng rãi hơn và làm sẽ nhiều mặt hàng hơn. Cơ sở của vợ chồng anh Tài, chị Quyên chuyên sản xuất dây chuyền bạc để xuất bán cho các cửa hàng đồ trang sức ở trong và ngoài tỉnh Hưng Yên. Anh chị đều có tay nghề cao, cộng với đức tính cần cù, chịu khó, tích cực đa dạng mẫu mã sản phẩm. Cho nên, gia đình có nguồn thu nhập ổn định từ làm nghề, qua đó có thêm động lực để giữ và phát triển nghề. Mình muốn là theo cái nghề này là muốn giữ nghề và nghề này nói chung là nó cũng không phụ thuộc mình đi các công ty ấy. Mình được tự do hơn. Hiện nay là nghề chạm bạc Huệ Lai có hơn 200 gia đình làm nghề, với tổng số 400 lao động địa phương làm nghề, trong đó số người trẻ chiếm 3/4, đa số là cha truyền con nối. Các hộ sản xuất đều có thu nhập ổn định. Lớp thợ đã nhiều tuổi có xu hướng chuyển lại cho con cháu mình để giữ nghề cũng như tận dụng sức trẻ để phát triển làng nghề, bởi lực lượng lao động trẻ nhanh nhạy với thị trường và tận dụng được công nghệ thông tin để bán sản phẩm và quảng bá làng nghề. Nhiều thanh niên trong làng như anh Nguyễn Văn Tân từng đi làm ăn xa nhưng nay trở về quê hương để tiếp nối nghề truyền thống của ông cha mình. Sau khi đi Đài Loan mấy năm về thì gia đình có cái nghề truyền thống lâu năm ấy, thì em về thì chú truyền cho một ít kinh nghiệm với cả công việc. Bây giờ em muốn là theo nghề. Hiện tại thì công việc bán hàng online ở trên các mạng trang mạng xã hội thì rất phát triển. Nên em sẽ dựa vào cái đấy để phát triển thêm với cả để tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn, có thể phát triển làng nghề sâu rộng hơn. Cái nghề của chúng tôi hiện nay là đòi hỏi các cháu trẻ tinh mắt, đồng thời là cũng kết hợp với việc các cháu cũng là trẻ nên lớn lên thì mạnh dạn dám đầu tư các máy móc hiện đại. Chúng tôi rất quan tâm đến các lớp trẻ để tạo điều kiện cho các cháu làm sao mà yêu nghề hơn để giữ lại các cháu mà không đi nơi khác mà lao động trực tiếp trên quê hương mình, có thu nhập cao, góp phần xây dựng kinh tế của gia đình và cũng là kinh tế của quê hương. Sản phẩm của làng nghề chạm bạc Huệ Lai đã được Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể với các đồ trang sức bằng bạc như dây chuyền, lắc tay, nhẫn. Có thể nói lực lượng lao động trẻ đã góp phần tạo nên thương hiệu làng nghề để nghề chạm bạc ở thôn Huệ Lai ngày càng phát triển vươn xa.